Trận chung kết nhóm tuổi U11 giữa hai đội bóng mạnh nhất giải là U11 Bà Rịa và U11 thành phố Vũng Tàu đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đôi công rực lửa. Ngay phút thứ 6, đội trưởng Tô Minh Lộc thực hiện quả đá phạt hàng rào tinh quái làm tung lưới thủ môn Minh Dũng mở tỷ số cho U11 Bà Rịa. Ngay sau bàn thua, U11 Vũng Tàu liên tục tổ chức tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút thứ 18, Lê Vũ Thái ghi bàn sang bằng cách biệt 1-1 cho U11 Vũng Tàu sau tình huống chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm. Tuy nhiên đến phút 22, tiền đạo số 9 Điểu Khánh Văn giúp Bà Rịa vượt lên dẫn trước. Nhưng ngôi sao sáng nhất của U11 thành phố Vũng Tàu, Lê Vũ Thái một lần nữa đã cứu thành phố Vũng Tàu thoát thua ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Qua đó làm nổ tung khán đài sân bóng đá Bầu Thành, đồng thời đưa hai đội vào loạt đá penalty. Trên loạt đá này, U11 Vũng Tàu đã xuất sắc hơn khi có 4 lần dứt điểm thành công, trong khi U11 Bà Rịa chỉ có 3. Giành thắng lợi 4-3 trên loạt đá penalty, thành phố Vũng Tàu trở thành nhà vô địch lứa tuổi U11.